nhìn thấy rất là giống như này. Đó, em nhìn ông này thấy rất là giống với cái ông ngày hôm qua. Em hỏi em cho anh hỏi với. Em ra đây em cho anh hỏi với cái ông này, ông ngồi đây mấy ngày hôm nay rồi em? Không biết mấy ngày rồi. Có như thế không? Ông mà uống nước và đeo khẩu trang đấy, nó nhỏ thôi. Uống mấy ngày hôm nay là em biết ông này ở đâu? Không, em chưa. Có biết đâu hả? Không biết. Ông này em nói với tất cả mọi người hôm qua em đã đi quay theo dõi suốt cả ngày hôm qua và không biết ông này ở đâu quý vị ạ. Quý vị thấy nghi ngờ không? Uống cà phê mà đeo khẩu trang quý vị ạ. Đó quý vị thấy không? Uống cà phê mà đeo khẩu trang rất là nghi ngờ nhá. Em nói mọi người là không có lý do gì mà tự dưng một người bình thường uống cà phê là phải đeo khẩu trang như vậy. Đó mọi người thấy không? Đây bên ngoài này. Đó mọi người thấy không? Đó, quán cà phê này em thấy rằng là rất là lạ ha. Bởi vì là ông này em thấy rất là nghi ngờ, hôm qua em đã đi quay cho mọi người xem ở đây một cái chỗ rất là dài. Em ra đây quay cho mọi người xem. Đó, hôm qua em đã phải đi một cái nơi gọi là vào trong hẻm để quay, nhưng mà ông này thì em thấy rằng là rất là nghi ngờ. Bởi vì thứ nhất là tại sao mà rồi là uống cà phê mà lại phải đeo khẩu trang? Đó, có một cái điều gì đó hay không? Ở đây rất là đông người quý vị. Đó, rất là đông người. Đó, tại sao ông lại ngồi một mình đeo khẩu trang mà em thấy rất là có sự nghi ngờ, mà không biết vì lý do nào đó mà ông này lại phải là gọi là giấu kín như vậy ha. Không biết là ông này là có cái điểm gì đó hay không. Đây mọi người coi cho mọi người xem này. Đó. Xem mọi người. Đó, thuốc lá này, đó, uống cà phê đeo khẩu trang. Em nghi ngờ ông này là có thể là một cái người nào đó ha. Đây mọi người này, có thể là ông cha dượng quý vị. Đó. Đây. Trong quán cà phê, đúng cái quán mà hôm qua em đã quay ra tất cả mọi người xem luôn. Nên là bây giờ em rất là nghi ngờ ông này quý vị ạ. Bởi vì em có hỏi mấy người ở đây ấy, rằng là ông này ở đâu ha, thì người ta cũng không nói, không biết được. Bởi vì là chỉ biết là uống mấy ngày hôm nay uống ở đây thôi. Đó, ở đây xung quanh thêm rất là rộng ha, rất là rộng lớn. Nếu như mà em nói với tất cả mọi người ấy, là nếu như bọn em theo dõi được mấy ngày hôm nay á, mà nghi ngờ chính xác ha, thì bọn em sẽ có thể là tiếp cận trực tiếp luôn. Bởi vì là em nói với tất cả mọi người là hôm qua em đã theo dõi ở đây là một đoạn đường rất là dài, và ông này á, thì đã đi vào một con hẻm. Đó, vào một con hẻm mà ông này nói chung là em quay ở một cái vị trí xa cái việc, tránh trường hợp là ông phát hiện ra là mất công nữa. Đó. Đây. Không biết là đợi chờ ai mà em thấy rằng là rất là nghi ngờ. Đi uống cà phê mà phải đeo khẩu trang kín mít ha. Đó, nhìn cái tướng em nói là tất cả mọi người là rất là giống cái tướng của người ngày hôm qua luôn. Và em thì cũng có mặt ở đây là cả mấy ngày hôm nay. Đó, để có thể nói là theo dõi cho tất cả mọi người xem ấy. Thì tình hình của ông cha dượng hiện tại thì vẫn đang rất là nóng. Bởi vì là ông này thì em nói với tất cả mọi người là đi bộ ở đây, có hôm thì đi xe máy. Đó, thì tí em sẽ theo dõi cho mọi người xem là ông này sẽ đi về đâu nha mọi người nhé. Cũng như thông tin của mấy ngày hôm trước chúng ta đã biết rằng là ông cha dượng này chắc chắn là bây giờ phải xuất hiện. Xuất hiện để làm gì? Để có thể nói là sẽ đính chính cái sự việc hiện nay. Có nghĩa là vì sao ông cha dượng này có thể là bạo hành, rồi là sàm sỡ cái việc là con riêng của vợ, cũng như là ông này đã chặn đầu chặn đuôi gì hay không, để cho hai mẹ con nhà kia thì có những cái lời nói chung là không bảo vệ con em mình. Thì em thấy có cái sự nghi ngờ nào đó đối với cái ông cha dượng ha. Bởi vì là rất nhiều quý vị khán giả thắc mắc rằng là tại sao lại không đi báo công an đi. Nhưng mà báo công an làm sao được quý vị? Bởi vì là họ vẫn đang thu thập cái thông tin. Đó, bởi vì là hiện tại em nói với tất cả mọi người là mọi người đang đi ở đây là khắp nơi ha, khắp nơi để có thể là truy tìm ông cha dượng này. Ông rất là sợ ha, ông rất là sợ, bởi vì là khi mà bắt gặp những cái người mà gọi là họ đi truy tìm á, nên là họ ra ngoài đường họ rất là kín kẽ, bởi vì là sợ bị phát hiện. Đó, em nói mọi người là không có lý do gì đó một người đi uống cà phê bình thường lại phải đeo khẩu trang như vậy. Đây quý vị này, họ đeo khẩu trang này, uống cà phê xong lại bắt đầu là kéo khẩu trang lên. Đó quý vị xem. Đó, bởi vì là em nói mọi người là chắc chắn là có sự nghi ngờ quý vị nhá. Chắc chắn là phải có cái điều gì đó. Ông này không đầu chuộng đôi cướp thì cũng là một cái người gì đó gọi là bí mật ha. Bởi vì là ngồi uống cà phê một mình, khẩu trang thì kín mít như vậy thì em thấy rất là nghi ngờ, mà không biết là có cái lý do nào đó hay không. Đó. Cũng như tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi trong sự việc mấy ngày hôm nay thì quý vị và các bạn biết rằng là rất là hồi hộp, bởi vì ông này thì ông đã trốn chui trốn lủi rồi. Nghe đâu cái thông tin ở đây là ông này cũng là đá gà rồi dân cờ bạc, đúng không? Hay qua bên, có người thì bảo là qua bên Miên rồi. Đó, còn tình hình ở đây á, là nhà ngoại của bé Tính ấy, thì hiện tại thì cháu Tính ấy đã được Mạnh Thường Quân ấy, những cái người mà tốt họ đã giúp đưa về Tây Ninh rồi. Đó, còn lại là hai mẹ con nhà nó thì vẫn đang ở nhà bà ngoại. Và nghe đâu thông tin đây là hàng xóm láng giềng thì đã gọi là cãi nhau rồi là đòi là đem tìm người đến để có thể là đánh đập đánh lộn. Đó, em nói mọi người là rất là phức tạp. ha. Còn cái ông này thì em nói bác ơi là chắc chắn là có cái điều gì đó bí ẩn ha. Đấy, bởi vì ở đây thì nói chung là nói tất cả mọi người rất là đông, người đó. Mà ông này thì em thấy ngồi một mình mà gọi là đeo khẩu trang kín mít ha. Trong ngày hôm qua em đăng tải thông tin lên, mọi người có nói với em rằng là báo công an để họ bắt cái ông này luôn, bởi vì mình có biết chính xác hay không, đúng không? Bởi vì ở đây là họ đang đeo khẩu trang, em cũng không dám quay mặt chính diện, bởi vì khi mà em quay ở đây là quý vị em đang dùng máy quay lén này, nếu như mà em ra đấy chính diện quay họ biết mình một cái thì rất là nguy hiểm, bởi vì là người ta sẽ có thể làm hại mình, đúng không? Bởi vì mình có biết người ta là ai đâu, mà trong khi đó người ta lại kín mít như vậy thì em nghĩ rằng là chắc chắn là phải có cái điều gì đó bí ẩn, nên là ông này thì mới có thể như vậy. Ở đây thì xung quanh ở đây rất là rộng ha, một cái quán cà phê ở cái điểm ở đây là nhân viên này đó, ở cái quán cà phê ở đây là cái ngay gần điểm là ngã ba. Như tất cả chúng ta cũng đã biết rằng là hiện tại ấy, là mẹ của Tính và chị của Tính thì bênh vực cái ông cha dượng này, nhưng mà không biết ông cha dượng này đã hăm dọa hay không, bởi vì em theo cái chia sẻ của người dân ấy, người ta nói rằng là ông này thì không phải là dân bình thường, cũng là gọi là dân cộng cán xã hội. Đó, dân cộng cán xã hội, nên là em nói với tất cả mọi người là rất là nguy hiểm ha. Khi bọn em theo dõi ở đây là đã mấy ngày hôm nay rồi, rất là nguy hiểm, và bắt gặp ông ở đây là thường xuyên cách đây 2-3 ngày rồi đó, nên là bọn em có sự nghi ngờ, bởi vì có sự nghi ngờ là có căn cứ quý vị, bởi vì là tại sao ông này lại ngồi ở quán như thế này mà một mình, và lại nhìn rất là giống với những cái người mà gọi là cha dượng luôn. Bởi vì là em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng là ở khu vực quanh khu vực ở Tây Ninh ấy thì có rất nhiều người ha, có thể nói là đã biết mặt ông này, nên là ông này mỗi cái lần đi ra ngoài thì có thể nói là sẽ trốn và rất là kín. Mấy ngày hôm trước thì em nói với tất cả mọi người là khi mà ông ấy chắc chắn sẽ xem trên mạng xã hội ha, liên hệ với lại cái mẹ của Tính để nói rằng là xem là ông này là có như thế nào đó, hay là sẽ thông báo rằng là bây giờ đừng có đi ra ngoài anh ạ, bởi vì rất nhiều người dân người ta tìm đến. Hai mẹ con nhà Tính còn bị người dân người ta tấn công cơ mà, dân người ta tấn công, người ta bảo là sao mà lại ác như vậy, trên đời này là sao lại có một người mẹ ác như vậy, đúng không? Một người mẹ đây là vì một thằng đàn ông vì một cái trái chuối mà bỏ đi con của mình đó. Cháu Tính ở đây rất là khôn ngoan và lanh lợi, ở đây thì đã bị bạo hành ở đây là suốt cái quá trình là 5 năm trời đó, quý vị thấy không, 5 năm trời, mà trong khi đó người mẹ không hề có cái lên tiếng để bảo vệ con, cũng như là chúng ta cũng đã biết rằng là chị của Tính lại là những cái lời nói gian xảo và không có bảo vệ cho em của mình. Trong khi đó thì chị của Tính cũng nói rằng là không hề nói với Tính, nhưng mà lại kể cái chuyện mà bị ông cha dượng ôm ở trước gương rình tắm cho mọi người nghe, nhưng mà lại không nói cho Tính, thì đây là một sự việc hoàn toàn là nó không đúng sự thật quý vị ạ. Em cũng có nói chuyện rất nhiều người ở gần nhà bà ngoại ha, cũng có thông tin cho em rằng là bố của Tính, bố ruột ấy thì rất là tốt và hiền lành, chỉ có biết đi làm ăn thôi và đem tiền về nuôi vợ con. Còn cái bà mẹ của Tính này thì lại kiểu như là mê trai ha, ông này thì đi làm lụng vất vả làm hồ mà, rồi là khi mà bị thương bị gãy chân ấy, thì không có làm được việc nữa, thì bà này nghĩ là ông này thì sẽ không thể nào mà lo cho gia đình được, nên là đã bỏ ông này đi để đi theo cái ông cha dượng đó. Mình rất là mong muốn rằng là cái ông mà mình đang quay đây sẽ là cái ông cha dượng, bởi vì như vậy thì nó sẽ cho chúng ta thấy được rằng là hiện tại thì có rất nhiều thông tin, biết đâu cái ông này là ông cha dượng thật thì sao, đúng không quý vị? Nhưng mà em nói với tất cả quý vị các bạn rằng khi mà chưa chắc chắn đấy thì bọn em sẽ không dám đâu quý vị, bởi vì khi mà mình có gì đó mình nhầm một cái là rất là nguy hiểm ha, mình sẽ không biết cái điều gì xảy ra, bởi vì là chúng ta đâu có biết được là cái chuyện gì xảy ra đâu. Em vẫn ở một vị trí xa xa mình quay lén như vậy ha, để nếu như mà có lỡ nhầm thì mình cũng không sao, còn nếu đúng thì là cái tốt, bởi vì bọn em ở đây rất là đông quý vị ạ ha, bọn em ở đây rất là đông và cũng mong muốn rằng là sẽ tìm được cái ông cha dượng này, cũng như để cho tất cả chúng ta cũng đã biết rằng là sẽ đối chất sự việc và sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tại sao hiện nay chúng ta lại phải nói rằng là phải đòi được công bằng cho bé Tính? Bởi vì bé Tính ở đây là dám nói lên sự thật, mà ông cha dượng này có thể là vì một cái lý do nào đó mà không thích ông cháu Tính này, nên là cháu Tính này thì đã nói lên hết sự thật, và ông này thì rất là ghét cháu Tính, nên là cháu Tính bây giờ không thể nào mà quay lại cái gia đình đó được nữa, đúng không? Còn chị của Tính thì chắc chắn là phải được một cái gì đó từ ông kia, nên là chị của Tính thì mới có thể là bao biện và bảo vệ cho ông đó như vậy. Ở những cái lời nói của chị Tính thì đều mang cái ở đây là rất là chua ngoa, xảo trá, đối với quý vị, nó không thật thà đâu. Đó, em nói với tất cả mọi người là ở đây mọi người rất là đông, xung quanh đấy rất là đông luôn. Mà tại sao cái ông này ở đây, ông lại cứ đi đến đây đi lẩn thẩn, mà lại trong cái đó nhìn giống như kiểu là cờ bạc, người xăm trổ quý vị nha. Nhìn người là xăm trổ hết, là ông mặc cái áo khoác này, ngày nào cũng mặc áo khoác như vậy nhưng mà trong người toàn là xăm trổ quý vị. Cũng là dân đá gà, cộp cán thì em nói mọi người là cũng không phải dạng vừa đâu. Đi ra quán cà phê mà ngồi mà đeo khẩu trang kín mít thì em nói mọi người là cũng không phải là người bình thường đâu quý vị. Đó, chắc chắn là cũng phải là có cái điều gì đó bí mật gì đó, nên là ông mới như vậy. Nên là em nói với tất cả mọi người là hiện tại thì em vẫn đang cố gắng ha, theo dõi sát sao nhất có thể để có thể là tiếp cận cái ông cha dượng này, và có thể là cho tất cả mọi người sẽ xem được cái bộ mặt thật đó, và sẽ để cho mọi người sẽ đỡ phải thắc mắc rằng là ở cái ông cha dượng này tại sao ông lại có thể nói rằng là ác độc tàn nhẫn như vậy, đúng không quý vị? Tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy? tàn nhẫn với một người con mà gọi là cũng là một đứa trẻ mà sao lại phải tàn nhẫn như vậy, đúng không? Trong khi đó chúng ta cũng đã biết rằng là ông này thì là một người cha dượng, thì không nuôi được con của người ta thì thôi, không chăm lo được con người ta thì thôi, thì có thể rằng là mình sẽ đối xử một cách gọi là cũng không đến mức độ bạc bẽo như vậy quý vị, đến mức độ mà đánh trong vòng là mấy năm trời, rồi là còn hành hạ đến mức độ dùng dây điện, dùng cả chích để chích lên người. Một con người chứ đâu phải là một con vật mà lại có thể ác độc như vậy, đúng không? Nên là em nói với tất cả mọi người là hiện tại bọn em ấy vẫn đang theo dõi sát sao. Tất cả bọn em thì đều có mong muốn rằng là sẽ phải tìm bằng được ông cha dượng này để chịu trách nhiệm trước pháp luật, cũng như là ông cha dượng này thì sẽ phải gọi là đối chất sự việc để làm rõ cái sự việc ở đây là xem là con chị của Tính này có phải là người xảo trá, nói xạo hay không, để mà có cái sự việc như ngày hôm nay. Đó, nên là em nói với tất cả mọi người rằng là chắc chắn sẽ không thể nào mà chúng ta tha thứ được quý vị nhé. Nên là mọi người mà ai mà ở gần nhà ông cha dượng này, hay quý vị khán giả mà ví dụ như là ở sát với nhà của mẹ Tính thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên màn hình quý vị nhé. Em sẽ để số điện thoại trên màn hình đó để cho mọi người sẽ tiện liên hệ để có thể là nói lên cái sự việc của mình, cũng như là mọi người cung cấp thông tin ấy. Thì em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng là em sẽ tiếp tục cập nhật cái thông tin mới nhất, diễn biến mới nhất thì có thể gửi cho tất cả quý vị khán giả. Quý vị ơi, em vẫn đang ở quán cà phê quý vị nhé. Đó, bởi vì bây giờ em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng là ông ấy vẫn chưa đi đâu, và em hôm qua có thể thông tin đấy là ông này đang đi lang thang đi bộ xung quanh khu này, thì chắc chắn là cũng phải là dân ở đây cụm cán người lắm quý vị. Em có hỏi với người ở đây thì người ta nói là ông này ở đây đã uống cà phê ở đây 5-6 ngày rồi, 5-6 ngày rồi nhưng mà không biết nhà ở đâu, thì chắc chắn rằng là em nói với mọi người là không thể nào thoát ở đâu, bọn em đến rất là đông. Đó, hy vọng là bọn em sẽ tìm được ông này nhà ở đâu, cũng như cho mọi người thấy rõ hàng đây mọi người. Ở đây một cái vị trí rất là xa tốt là kia quý vị này. Đó, kia. Nói chung là ở đây là rất là xa, nên là tí nữa em sẽ tiếp tục theo dõi và em sẽ gửi thông tin cho tất cả mọi người xem nhá. Đó, bây giờ thì em sẽ ngồi ở đây một xíu nữa quý vị, em sẽ theo dõi lúc nào ông uống xong thì thôi, bởi vì nếu mà em quay nhiều quá nó sẽ lộ quý vị nhá, nên là em sẽ ở đây tiếp tục là sẽ quay cho tất cả mọi người xem, cũng như là theo dõi để gửi cái diễn biến mới nhất cho tất cả mọi người. Đó, đây là mọi người đừng có lo lắng quá nha, bọn em ở đây là vẫn có đủ cái sự an toàn, cũng như là bọn em ở đây là rất là đông người nên là mọi người cũng không nên lo lắng quá. Đó, em sẽ tiếp tục gửi thông tin về cho tất cả mọi người xem. Đó, mọi người nhớ bấm like, đăng ký kênh và để lại bình luận ở bên dưới video quý vị nhé.